Đời sống 19, 09 rút ngắn ngay sau khi Ngọc Trinh gây bão mạng xã hội với khoảnh khắc nút táo bạo, thì mới đây, Angela Phương Trinh cũng trở thành tâm điểm với hình ảnh cực nóng bỏng và quyến rũ. Trên Instagram cá nhân, Angela Phương Trinh thu hút đông đảo sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc vô cùng quyến rũ. Trong đó, người đẹp không ngần ngại bán nút, chỉ mặc nội y ren mỏng manh để khoe trọn hình thể đầy gợi cảm. Sau một thời gian tập luyện chăm chỉ, kết hợp với việc ăn kiêng nghiêm ngặt, nữ diễn viên đã sở hữu vóc dáng mới cực nóng bỏng. Do đó, cô rất chăm chỉ gây xôn xao mạng xã hội với những hình ảnh táo bạo. Đáng chú ý, chỉ trước Angela Phương Trinh vài ngày, Ngọc Trinh cũng khiến dư luận đổ dồn sự chú ý với khoảnh khắc khỏa thân 100%. Ngay sau khi chia sẻ, hình ảnh này nhanh chóng đón nhận hàng chục ngàn lượt thích, bình luận từ phía người hâm mộ. Vậy là chỉ trong vài ngày đầu năm mới, công chúng đã liên tục phải đỏ mặt khi hai mỹ nhân đình đám đồng loạt cởi xiêm y để khoe dáng. Chính vì thế, không ít người hâm mộ hài hước cho rằng đây là một cuộc chiến vờ bờ y đầy kịch tính giữa bộ đôi người đẹp. Một bên là nữ hoàng nội y, phía còn lại được mệnh danh là Kylie Jenner của showbiz Việt. Khi Angela Phương Trinh và Ngọc Trinh cùng khoe hình thể, ai sẽ nóng bỏng hơn? Ngọc Trinh, nữ hoàng nội y, tái xuất sau một thời gian làm gái ngoan, trước khi liên tục xuất hiện với những hình ảnh và trang phục có phần kín đáo. Như thời gian gần đây thì Ngọc Trinh từng làm mưa làm gió với các bộ ảnh cực táo bạo. Cũng chính vì các khoảnh khắc quyến rũ này nên cô mới được mệnh danh là nữ hoàng nội y của showbiz Việt. Tuy nhiên, sau khi tạo bão khắp các diễn đàn mạng xã hội, Ngọc Trinh lại trở nên im ắng lạ thường và không còn thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng như trước. Cô chỉ mới chính thức tái xuất cùng danh hiệu nữ hoàng nội y vào trước Tết khi chia sẻ lại một khoảnh khắc đầy quyến rũ của bộ ảnh được thực hiện vào năm 2015. Trước sự quan tâm rất lớn từ dư luận, Ngọc Trinh tiếp tục thực hiện thêm bộ ảnh khỏa thân mới nhất. Trong đó, người đẹp khiến ai nấy phải suýt xoa trước vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Angela Phương Trinh, đáng em nhưng chẳng chịu kém cạnh phân nào. Trong số các người đẹp vờ bờ y hiện nay, Angela Phương Trinh là chân dài có tần suất đăng tải những hình ảnh táo bạo nhiều nhất. Mới đây nhất, cô một lần nữa gây xôn xao mạng xã hội với khoảnh khắc bán nút trong phòng tắm. Gần đây, Angela Phương Trinh trở thành tâm điểm khi liên tục đăng tải những hình ảnh nóng bỏng mắt, khoe hình thể cực nuột nà trong các bộ bikini cực táo bạo và gợi cảm. Được biết, hình thể hiện tại là thành quả ngọt ngào của Angela Phương Trinh sau một thời gian dài tập luyện nghiêm ngặt cùng SLV Phạm Văn Mách. Nguồn: Ken 1.